Người đến là phúc, người đi là phận. Gặp được nhau đã là mối nhân duyên tốt. Có bên nhau được hay không lại là một chuyện khác. Nếu một ngày người ta có rời bỏ mình mà đi, có đau buồn, có tiếc nuối, nhưng xin hãy nhớ, mình lỡ mất thanh xuân, nhưng người ta cũng đã qua cả tuổi trẻ. Hãy cứ coi như chúng ta không có duyên phận. Còn tình cảm gì, xin hẹn một ngày nào đó. Biết đâu năm, 10 năm nữa gặp lại, còn yêu nhau chúng ta sẽ quay về. Thời điểm là yếu tố vô cùng quan trọng. Sai thời điểm, đôi khi là sai tất cả. Thời gian yêu nhau bao lâu không quan trọng. Quan trọng là có đến được với nhau hay không. Người đến là phúc, người đi là phận. Hoa nở hoa tàn là lẽ tất nhiên. Đừng gượng ép, cũng đừng quá mong chờ. Chỉ có như vậy, tâm mới được bình an.